Chị ơi, con em bị rụng tóc nhiều quá chị ạ. Chị ơi, con em Long Dương ơi, nếu như bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi em? Độ tuổi thanh thiếu niên hay độ tuổi nào em ơi? Bây giờ rụng tóc nó có rất nhiều nguyên nhân. Em cứ tập trung đầu tiên làm cái nó dễ dàng trước mà không áp lực, đó là chế độ ăn uống dinh dưỡng. Cứ thay đổi cho chị, áp dụng theo phương pháp. Nếu mà rụng tóc mà kết hợp một số vấn đề bệnh lý khác thì tốt nhất là nên làm detox và kết hợp với chế độ ăn thiên về thực vật, thuần thực vật, làm lộ trình 3-8 ngày rất là thành công nhá. Còn nếu như mà là rụng tóc mà là không có vấn đề bệnh lý khác mà khó thể ăn theo, chưa quen ăn thuần thực vật thì em làm kết hợp Eat Clean, sau đó em làm detox cho con đi thì cải thiện được rất là tốt về cái bệnh rụng tóc đó em nhé. Và một cái rụng tóc nữa cũng phải liên quan đến nữa, đó là các sản phẩm anh chị em mình sử dụng hóa mỹ phẩm, ví dụ như dầu gội đầu, dầu xả, dầu ủ tóc, dầu hấp tóc, rồi các loại dầu nhuộm tóc, nó rất nhiều độc tố độc hại cho sức khỏe của chúng ta. Bằng chứng là mỗi lần chúng ta gội đầu mà những cái sản phẩm nó không lành mạnh là chúng ta có hiện tượng ngứa đầu, hay là gầu trong đầu nó nhiều hơn, hay là chỉ cần 1-2 hôm không gội là đầu đau đầu, đúng không ạ? Đấy, hoặc là chúng ta có cái hiện tượng là rụng tóc ngay sau khi chúng ta gội đầu rất là nhiều. Thì đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể phát hiện ra nó không tốt cho sức khỏe của mình, chúng ta nên hạn chế, chúng ta không dùng. Mà quay về những cái sản phẩm dầu gội đầu tự nhiên, ví dụ ngày xưa em nhớ là mình rất hay dùng là dầu gội đầu bồ kết, hay là đun lá chanh gội các thứ đấy, hay là cây đinh hương đấy, nó thuần thực vật đấy, nó rất là lành tính. Thì chúng ta cứ thử những cái biện pháp đó xem thế nào nhé. Bởi vì bây giờ trong cái ngành công nghiệp về thức ăn thực phẩm hay là hóa mỹ phẩm, tất cả các thứ thôi, họ làm vì cái lợi nhuận kinh tế rất là nhiều, không phải là những cái sản phẩm nào nó cũng chất lượng cho cuộc sống của chúng ta đâu. Do đó là chúng ta đang sống trong một mớ bòng bong, chúng ta phải biết lựa chọn cái gì thực sự tốt để chúng ta tránh những cái rủi ro đó nhé. Vì thế mà cái phong trào, cái trào lưu mà ăn bio, ăn đồ ăn hữu cơ nó đang nổi trội, hay là những cái sản phẩm hữu cơ lành tính nó đang nổi trội là bởi vì như vậy. Bởi vì chúng ta có quá nhiều những đồ ăn nó không lành mạnh, cho nên là chúng ta cần những cái sản phẩm nó tốt, thiên về tự nhiên đấy ạ. Cho nên là chị Long Dương ơi, chị nhớ thay đổi chế độ ăn uống dinh dưỡng cho con, nhắn tin vào fanpage có thể làm lộ trình detox và lộ trình ăn xanh để cải thiện chữa lành cho con rất là tốt chị nhá, cố gắng lên.